Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Điều Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào quý học viên lớp sơ trung đỉnh Phật học. Thưa lực quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung Di Ma Cật Sở Thuyết. Nội dung Di Ma Cật Sở Thuyết là một văn bản với những thông tin kinh điển chỉ dẫn chúng ta trên con đường hành Bồ Tát đạo. Chúng ta biết rằng một người tu tập thiền định tức là tất cả mọi thứ gần như đình chỉ sự hoạt động và dần dần đình chỉ những cái vọng niệm vi tế trong nội tâm. Nhưng cách nhìn của Bồ Tát Đạo ở trong cuộc đời thì ngay khi đang vận động đó, ngay khi đang làm việc đó mà Bồ Tát luôn trú ở trong tịch lạnh Niết Bàn. Đây là một biểu hiện khác nhau và cái trình độ tu tập khác nhau tức là một người khi họ đang hành động nhưng họ ở trong ở trong tĩnh lặng niết bàn và một người nữa thì niết bàn khi nào phải ngồi im một chỗ mới đạt được niết bàn tĩnh lặng đây hai điều này khác nhau hoàn toàn <laughs> thành ra chúng ta chúng ta thấy giữa cái pháp thinh văn tức là cái pháp tu tập mà mà lấy cái sự nhàn tán và kích đức những cái duyên tác động bên ngoài xem đó là là pháp trang nghiêm xem đó là sự thành tựu lớn còn một vị Bồ Tát càng song sáo vào ở trong cuộc đời sanh tử. Thọ nhận vô lượng khổ đau của chúng sanh trong Pháp giới. Và làm càng nhiều việc lợi ích cho chúng sanh chừng nào. Thì đó chính là là biểu hiện, đó là bản lĩnh của một vị Bồ Tát đi vào ở trong đời. Thân thưa quý vị, từ đó, đứng trên lập trường đó mà chúng ta hiểu từ bi hí xã của của Bồ Tát Đạo nó khác hoàn toàn từ bi hi xã của thanh văn thừa ví dụ như một vị tu tập quán làm từ thì đầu tiên vị này phải hiếu lòng từ tức là một ý nghĩ cầu mong cho chúng hữu tình được an vui đầu tiên là một ý nghĩ như vậy với một cái câu như vậy để mô tả tâm lý ý nghĩ này sau đó vị này gia hành công phu tu tập làm sao Mong rằng chúng hữu tình được an vui và cái tâm đó không có bị thuyên giảm thì vị này đạt được cái là từ bi nhưng mà xin là cái từ nhưng mà lòng từ hạn hẹp của cá nhân. Rồi một phát triển lên trở thành một lòng từ ở trong phạm vi là rộng hơn một chút. Đó là phạm vi tình thương với những người thân của mình như là những bậc ân nhân hoặc là thân bằng quyến thuộc và dần dần vị này làm cho lòng từ đó phát triển sung mãn đến mười phương thế giới thì đây gọi là từ vô lượng à, từ vô lượng là như vậy đó cho nên chúng ta hiểu cách tu tập tứ vô lượng tâm nó như vậy đầu tiên chúng ta hiểu nghĩa của từ tức là ban vui rồi nghĩa của bi là gì nghĩa của bi nghĩa là cứu khổ vậy thì à, đầu tiên cái cái bước thứ hai cái vị này tu tập lòng bi là tu làm sao họ suy nghĩ họ mong rằng mong rằng các chúng hữu tình bớt khổ con người bớt khổ bớt sợ hãi bớt đau đau thương cái ý nghĩa này chưa phải là lòng bi mà lòng bi á phải được phát triển phát triển tới mức mà cái lòng bi này nó kiên cố nó không có suy giảm nghĩa là cái lòng bi này không phải chỉ tồn tại trong một cái sự thời gian ngắn rồi nó mất đi ví dụ như chúng ta có lòng bi với mọi người nhưng mà bi một lát sau chúng ta giận lên chúng ta hết bi nữa như vậy lòng bi nó đã mất và thay vào đó là là cái lòng giận thành ra chưa phải là là tu tập gia hành đầy đủ cái lòng bi mà lòng bi ở đây là gì là là phải kiên cố kiên định ở trong lòng không có bị thay đổi rồi à, nó là được phát triển bước thứ hai đó là lòng bi đối với gì đối với thân bèn quyến thuộc rồi phát triển đến lòng bi vô lượng tức là 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 lòng bi này thương xót cái cái khổ đau của chúng sanh trong 10 pháp giới mà với cái cái sự tức là vô lượng pháp giới mười 10 phương pháp giới và với cái tâm tư mà thương xót như vậy thì vị này sẽ biết làm cái gì để chia sẻ bớt cái nỗi đau khổ cái nỗi khó nhọc mà chúng sanh ở xung quanh mình đang đang gánh lấy đang chịu đựng như vậy thì đó là cái cách tu tập gia hành cái lòng bi vậy thì thưa quý vị ở trên phương diện này chúng ta hiểu như thế nào lòng bi của Bồ Tát Đạo được Di Ma Cật dạy ở trong Di Ma Cật sơ thiết mời các vị lắng nghe kinh văn lúc bây giờ ngài Văn Thù sư lợi hối thế này Bồ Tát hành bi như thế nào tức là thực hành cái lòng bi của mình như thế nào Di Ma Cật trả lời rằng Tất cả công đức mà Bồ Tát làm đều được chia sẻ cho hết thảy chúng sinh vậy thì đó là thể hiện lòng bi bi là cứu khổ và nếu như có cái lợi ích nào thì nguyện chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh một cách bình đẳng mà mình không có thủ đắc nó no. còn nếu có thêm những công đức vô hình nào thì cũng nguyện đem công đức vô hình này mà hồi hướng cho hết thảy chúng sanh ở trong pháp giới Bồ Tát không có một khởi niệm rằng là mình làm điều tốt này để cho mình có được phước báo để mình được an vui hạnh phúc hoặc là mình làm được cái phước báo này để mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc cứu quyền thất tố hoặc là gia đình của mình Vì bồ tát cũng không phải để hồi hướng cho một quốc gia hay là một quốc độ như quả địa cầu này mà tâm của bồ tát là hồi hướng cho đến hết thảy chúng sanh ở trong mười phương pháp giới hay nói cách khác là có một chút phước báo đều đem hồi hướng tới vô thượng bồ đề đây chính là tu tập lòng bi của của bồ tát do quá trình tu tập như vậy mà bồ tát không thấy có có ngã và mười phương pháp giới kia là gì là pháp sinh pháp diệt ở trong thế giới ngũ uẩn do vậy mà cũng không có nhân không ngã không nhân cho nên không có chúng sanh không có thọ giả do vậy mà đạt được niết bàn tối thượng thành ra đây là những chân lý nối ra đơn giản nhưng chúng ta phân tích sâu xa thì trong đó nghĩa lý thật lạ là, là thâm mật vô cùng thưa quý vị do vậy cho nên chúng ta học từng câu ở trong Di Ma Cật chúng ta cần suy nghĩ nhiều lắm cần suy nghĩ nhiều lắm nói một câu đơn giản như vậy nhưng trong đó là một pháp tu các vị đã từng quen tay với những câu nói tu tập từ bi hí xã hay còn gọi là hãy quán tứ vô lượng tâm nhưng quán là ngồi im một chỗ và không có hành động nào hết còn Bồ Tát tu tập làm bi thì sao đứng lên làm tất cả mọi việc còn có hơi thở còn có mạng sống còn có một chút xíu cái sức lực vẫn sẵn sàng làm vô lượng công đức cho tất cả chúng sinh. bất cứ cái gì bồ tát đến với đời đời này và ra đi khỏi cuộc đời này cũng đều vì mục đích làm lợi ích cho chúng sinh. không bao giờ một vị bồ tát chân chính mà rời khỏi ý nghĩ này. thậm chí các ngài tinh tấn tới mức mà các ngài ngồi thiền, Xem ngồi thiền giống như là tù ngục. vì sao? bởi vì á ngồi thiền tức là tức là là ngồi yên một chỗ và thân tứ đại này không có hành hoạt gì cả, không đem đến lợi lạc cho ai hết cả. Ngồi im một chỗ, chỉ có tự lợi cho bản thân của mình, thành ra Bồ Tát xem đó là tù ngục. Bởi vì sao? Bởi vì lý tưởng của Bồ Tát là làm tất cả mọi việc, tranh thủ tất cả mọi thời điểm, mọi sát nát, thời gian để đem đến lợi ích cho tha nhân. Mà ngồi thiền thì thì chỉ có lợi ích cho tự thân mà thôi. Còn nếu như có chăng thì cái cái phước báo này có thể là dẫn tới ảnh hưởng xung quanh một chút tốt hơn nhưng trong tinh thần hành động của Bồ Tát Đạo thì khác Chúng ta nói thế không có nghĩa rằng là lúc nào cũng đứng lên làm mọi việc lợi ích cho người ta Là tốt hơn ngồi thiền Tại vì sao Bởi vì Bồ Tát có cái tâm trụ vững ở trong Pháp Cho nên các ngài giàu ra sanh tứ mà các ngài không bị phiền não Còn chúng ta thì chưa đạt được trình độ này Cho nên chúng ta vẫn phải có thì giờ công phu Chứ không khéo làm Phật sự một thời gian rồi á Thân tâm suy kiệt mệt mối Rồi lúc, lúc bây giờ chúng ta sẽ sẽ làm hỏng việc khác Vậy thì ở đây á chúng ta hiểu cái lòng bi được định nghĩa ở trong Di Ma Cập khác rất nhiều so với lòng bi chúng ta học ở chương trình Phật pháp căn bản. Lúc bây giờ ngài Văn Thù còn hỏi tiếp thế này, thế nào là là hí? hí là gì? Hí là là hoan hí. Chúng ta hiểu chúng ta hiểu chữ hí và chữ lạc. Chữ hí là gì? Là cái niềm vui của thân mà lạc là niềm vui của tâm. Cho nên chữ hí À, nó nó là cái niềm vui phấn khởi hoan hỷ của của thân còn cái chữ xá đấy nó mới đạt được chữ lạc thành ra muốn lạc thì phải có xá mà xá đây là là trong trong tâm lý nội tâm à, như vậy thì thế nào gọi là hỷ thì chúng ta học chúng ta biết rồi ví dụ như một người tu tập cái lòng hỷ à, của bản thân chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ thế này chúng ta nói à, chúc mừng bạn của mình đã làm thành công một việc nào đó, hoặc là chúc mừng bạn của mình đã thành tựu công đức, chúc mừng bạn của mình uh, mua một cái nhà mới, mua một cái xe mới hoặc là cái gì đó mà thấy bạn của mình, người thân của mình hoan hỷ ở trong cái món vật đó thành tựu đó thì chúng ta có cái tâm chúc mừng. À. như vậy thì thưa quý vị, ở cái tâm chúc mừng này cái suy nghĩ chúc mừng này á nó chưa phải là là tu, chưa phải là tu à, chưa phải là tôi còn đỡ hơn có nhiều người là kinh tị không có chúc mừng nữa là mới gơ gớm chứ thì cái, cái này thì quá tệ rồi phải không nhưng mà ở đây chúng ta hiểu theo chiều hướng thuận á tức là thấy người ta thành công thành tựu là mình chúc mừng mình hoan hỷ như vậy thì cái đó chưa phải là tu tập trạng thái này thỉnh thoảng chúng ta có à, hoặc là là người tốt bụng một chút thì cũng có sẵn chứ không cần gì phải là là gia hành tu tập gì cả nhưng đỡ nó phát triển kiên cố thì người này phải có những cái việc làm thiết thực để đem đến lợi ích thành công cho người khác. Và khi mình mong muốn người ta được thành công thì tự nhiên mình vui lắm. Cũng giống như là một người cha người mẹ mong muốn con mình trưởng thành. Thì thấy con mình trưởng thành chút nào mình rất là hoan hỷ. Một vị thầy cũng vậy. Thấy học trò mình trưởng thành không ngoan, hiểu đúng chánh pháp và sống như pháp. Không có niềm vui nào hơn ở trong lòng người thầy. Hoặc là một người được hành pháp cũng vậy, một ông thầy giảng đạo cũng vậy thấy học trò hiếu, thấy mọi người hiếu và biết đúng như những gì Phật dạy, đúng như những gì mình truyền trao và cố gắng sống với cái hay cái đẹp đó thì không có niềm vui nào hơn thành ra đây là gì đây là là cái cái hí cái điều hí tức là niềm vui nó đạt ra cho hí như vậy đó bằng những việc làm như vậy và gia hành như vậy thì lúc lúc bây giờ chúng ta xem sự thành tựu của người khác là niềm vui của mình và mình có lời sự chúc mừng tán thán thì đây là bắt đầu chúng ta gia hành tu tập cái lòng lòng hỷ Nhưng cái lòng hỷ này á Thường thường chúng ta tu tập ở dừng lại ở chỗ là Là người thân của mình Chứ chưa có rộng ra Do vậy mà chúng ta phát triển rộng ra Ở những người không phải thân của mình Mình vẫn có thể làm được điều này Và chúng ta phát triển rộng ra nữa Là không phải loài người mà các loài khác Hoặc là không phải thế giới này mà còn vô lượng thế giới Như vậy tâm chúng ta sẽ phát triển sung bản khắp mười phương Thế thì đây chính là cách tu tập hỷ vô lượng và hỷ vô lượng này á đầu tiên là chúng ta thấy rõ ràng bằng từ trong tự tâm trước được sự chỉ dẫn của kiến thức trước nhưng phải có những hành động thiết thực vậy thì đỡ hành động thiết thực này chính là gì tôi tức là đỡ hành động thiết thực này thanh tựu á, thì đó chính là hành bộ tác đạo thành ra trong tâm niệm đầu tiên nhưng mà hành bộ tác đạo là điều thiết yếu là điều quan trọng quyết định chúng ta có thành công được hay không trong tâm niệm tốt lành này vậy dạ, thì ở đây nhá chúng ta thấy thế nào gọi là tu tập lòng hỷ bồ tát hành động như thế nào nhưng mà cật đáp rằng hoan hỷ không hối tiếc những lợi ích đã làm Đấy. tức là ví dụ như chúng ta cúng dường nhưng mà chúng ta không vừa ý ở chùa gì kỳ đó thì chúng ta sinh tâm hối tiếc hoặc là chúng ta giúp ai một cái gì đó rồi á, chúng ta thấy không vừa ý chúng ta sinh tâm hối tiếc hoặc là chúng ta làm lợi ích cái gì đó nhưng mà khi có những gì xảy ra không giữ ý của mình thì mình hối tiếc đã làm như vậy thì đây là trạng thái hối tiếc thậm chí chúng ta bố thí chẳng hạn như chúng ta đi đường gặp một người homeless khó khăn chúng ta cho họ chẳng hạn như 10 đồng nhưng rồi á đi một lát sau chúng ta nghĩ hối tiếc tại sao mình không cho 5 đồng được rồi cho 10 đồng chi thậm chí chúng ta cũng biện minh bằng cách là ồ oh, sao 5 đồng 10 đồng chia làm làm hai là mình chia cho hai người thì hay hơn hay là mình chia cho năm năm người thì hay hơn ví dụ như vậy đó thì đó là những trạng thái hối tiếc và lòng lòng như vậy á, là không phải là là lòng hỷ thấy người ta thành tựu thấy người ta an vui mà mình không có hoan hỷ thì không phải là hành động của bồ tát thành ra một vị bồ tát hành bồ tát đạo tức là thấy tất cả chúng hữu tình bất luận đó là ai kẻ thân người sơ hở họ thành công họ an vui hạnh phúc là mình tán thán mừng rỡ đây là là tu tập lòng hỷ của của bồ tát và tương tự như vậy thưa quý vị, thế nào gọi là lòng xã Thì chúng ta hiểu rằng xã là gì? Tức là là trụ xã, cái tâm trụ xã bình đẳng của tất cả chúng hữu tình. Ví dụ thế này, chúng ta uh, chúng ta thấy cha của mình, mẹ của mình uh, có được cái sự thành tựu an vui hoặc là bạn bè mình thành công làm ăn công việc thành công, ví dụ như vậy thì chúng ta hoan hí, chúng ta ồ, bạn mình làm tốt quá, mình chia sẻ hoặc là cha mẹ mình được cái này, được cái kia hoặc là con cái mình được cái này được cái kia tức là chúng ta chúng ta có hoan hỷ nhưng mà chúng ta hoan hỷ ở trong cái phạm vi là chấp trước đó là người thân chứ không phải rừng ở trong tâm bình đẳng do vậy cho nên không phải đạt được cái lòng xa do vậy cho nên chúng ta hiểu cái chữ xá mà mà pháp quân túc có thường nói tới á tức là xá là một cái trạng thái ly nhiễm hí tức là trạng thái tâm rời khỏi cái say đắm trong niềm vui Niềm vui này cũng là niềm vui chân chính chứ không phải là xấu. Nhưng hở bất cứ sự say đắm nào thì ở trong đó nó đều mang cái bóng dáng của gì? Của sự chìm đắm. Mà do yếu tố chìm đắm này ở trong đó nó len lối, nó, nó nó, nó chứa đựng những cái bóng dáng của tự ngã. Mà hở có tự ngã là có nằm trong một thế giới hữu vi. Mà hữu vi thì hữu hoại, hữu hoại thì vô thường. Do vậy cho nên ở đây chúng ta tu tập cái lòng lòng xả này á là chúng ta ly hí mà trụ xã trụ xã tức là trụ ở trong sự tĩnh lặng tuyệt đối tự nhiên của tâm tâm chúng ta luôn luôn hướng về trạng thái đó và trụ trong đó do vậy cho nên người thân của mình thành công hoặc là người không thân của mình thành công mình xem cũng như nhau hoặc là hoặc là cái lòng thương xót của mình đối với người thân của mình hoặc là không phải người thân của mình thậm chí cái người làm hại mình mình thấy họ khổ đau mình cũng có lòng thương xót như nhau như vậy thì ở trên tinh thần này, ở trong trạng thái này, đó gọi là tu tập, tu tập làm xã tu tập làm xá. Và 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 ngài Di Ma Cật nói rằng á, tu tập làm xã là sao? Tức là gia ân mà không mong cầu đáp trả. Câu nói rất đơn giản như vậy, nhưng ở đời thường chúng ta làm cái gì ân thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình sẽ hướng được một cái gì đó. Nhưng mà khi mình không hướng được thì mình buồn khổ rồi mình nói rằng á, cứu người là người trả oán mà cứu giật vật trả ơn. À, chúng ta nói như vậy cũng là một cái hình thức oán hờn nào đó ở trong lòng và do chúng ta có mong cầu đáp trả cho nên tâm chúng ta nó mới khởi lên những suy nghĩ như vậy thành được thi ân mà mà có cầu đáp trả tức là thi ân có mưu đồ sự thi ân đó là một cái thi ân xấu xa không phải là chân chánh quân tử thì ở trong tinh thần của đạo phật cũng vậy bồ tát hành đạo vì đã tích lũy vô lượng công đức cho bản thân của mình Thành ra Bồ Tát không bận lòng sự đáp trả của chúng sinh Do vậy mà các ngài hành động không mệt mối Đó chính là giáo nghĩa tu tập từ bi hí xã Được định hình ở trong Chí Mật Cật Sở Thuyết Nó uh, thiên về cái gì? thiên về chí dẫn của hành động Chứ không phải là an trú ở trong Pháp Quán Chiếu Thanh văn nằm ở trong Pháp Quán Chiếu nội tâm nhiều hơn Còn Bồ Tát thì phải bằng hành động Để thực chứng những gì mình đã được Quán Chiếu Thầy xin nhắc lại là Bồ Tát hành động thực chứng những gì mình được quan chiếu. Lúc chúng tôi còn nhỏ, ở trong các tu viện cũng học, cũng quán chiếu, nhưng tất cả đều nằm ở trên phương diện của tư tưởng nội tâm. Rồi cứ ngỡ rằng á, là mình á, cứ ngỡ rằng là mình đã am hiếu về Phật Pháp, mình có khả năng hành đạo, thậm chí mình còn phán xét rằng á, là các thầy làm như thế là không đúng, chỗ kia làm như thế là không hay, nhưng khi mình lớn lên mình nhận trách nhiệm bắt đầu mình thấy vấn đề nó khác ví dụ chúng tôi thưa quý vị như thế này đây là một câu chuyện mà có lẽ quý phật tử buổi Đạo Phật quốc cũng có nghe rồi chúng tôi cơ lại một chút thôi tức là hôm đó mới nhận trụ trì được mấy ngày thì lúc bây giờ có một cái cô hàng xóm cô mới ra qua chùa cô nói thế này mô Phật thưa thầy thầy có thấy con gà của tôi ở đâu không tự nhiên cái mình mới sáng mình nghe tự nhiên cái mình hơi khương lại tại sao tự nhiên con gà ở đâu tự nhiên sáng tới chùa hối trong, trong lòng nghĩ rằng bà cụ này sao lạ quá và có vẻ hình như hơi vô duyên phải không thưa quý vị tự nhiên sáng sớm chạy vô chùa hỏi con cũng gà ở đâu không trong đầu chúng tôi còn nghĩ rằng là có cái ý nghĩ xấu nữa nói về đây sám hối thoáng có một ý nghĩ xấu nữa hay là người ta nghĩ rằng mình bắt trộm gà họ hay sao họ nghĩ lạ như thế tự nhiên cái mình nghĩ xấu họ như vậy đó tại vì cái phản ứng tự nhiên khi người ta nói như vậy thì mình nghĩ như vậy thôi thì nhưng mà cũng bình tĩnh cũng nhờ cái sự tu tập cho nên cũng cũng nhẫn nại chút rồi mới hối hối là là thưa cô cô hối như vậy là nó làm sao thầy chưa hiểu rõ cái ý cô muốn hối là nó làm sao hay là có cái chuyện gì thì um, bà cô này mình nói thêm là thưa thầy á là tôi nghe người ta nói thầy dối lắm cho nên cái gì thầy cũng biết thành ra tối hôm qua con gà tôi nó đi đi đâu mất này thành ra sáng nay tôi lại tôi tự hỏi thứ là 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 thật có biết hay không con gà nó còn hay mất vậy mà à, thì thưa quý vị thì ra là là bà cụ này có một cái niềm tin nhưng mà bà hối không đầu không đuôi vô duyên vậy đó thành ra là mình nghe tự nhiên là thấy nó nó dòng dốc liền trong tâm mình thấy nó nó hơi nó hơi khừng, khừng lại liền à thì uh, hồi xưa thưa quý vị á uh, mới tại sao bà cụ nghe ai nói và và bà uh, bà nghĩ thế nào và khi bà hối bà hối thầy như vậy thì á uh, À, bà mới nói á, là tôi biết ông nội của thầy ngày xưa á, ngày xưa rất là dối trong cái việc này Hở mất cái gì tới nhà của ông mà hối là đồ của tôi cặn còn hay không thì ông nội thầy á, là biết và nói rất là trúng giống như là thưa về miền quê người ta gọi là dịch lý là bối pha đó bối pha đấy thì à, chúng tôi còn nhớ ông nội có nói à, có lần á là là có một người đó đến nhà lúc 3 giờ sáng khóc lóc dữ lắm và chúng tôi còn nhỏ quá cũng nghe à, cô này hối ông hai ơi ông ông, ông cô giùm con chứ con chết ông hai với con sống không nói nữa thì khóc lóc dữ quá thì ông nội mới nói rằng là à, chuyện gì nói cho ông nghe bình tĩnh nói cho ông nghe thì à, cái cô này mới nói thưa ông là con có mấy chữ vàng mà bây giờ nó mất rồi bây giờ chẳng biết làm sao mà con cái nó bệnh bây giờ cần bán vàng để đi chữa lành cho nó mà Giờ mất rồi, chẳng biết làm sao, giờ sáng sớm à, lục kiếm ra thì không thấy nữa. <laughs> thì à, lúc đó ông nội thầy mới nói, mới được rồi để ông xem. Thì chúng tôi còn nhỏ mà còn hiếu kỳ, chút xíu mình xem mình theo mình coi. À, thì ông nội mới tính tính, à, tí xíu dần mẹo gì đó. Rồi ông mới nói rằng là à, chưa có mất, người ở trong nhà lấy. Người trong nhà độ chừng khoảng gần 60 tuổi, à, dáng cao cao, tóc dài, à, nước da trắng trắng người đó lấy chứ không có mất yên tâm đi đi về đi thì thưa quý vị á, là lúc đó cái cô này mới vừa nhà nói với cái bà mẹ chồng ấy nói thưa má ông hai ông nói như vậy á ông ta cái dáng người như vậy thì trong nhà đã có mình má chứ có ai đâu má má có lỡ lấy má cho con lại cho con chữa bệnh cho con của con thế là cái bà này bà giận quá mà tới nhà bà chửi bà chửi răng bằng hết bà nói rằng tôi lấy cô tiền của của con tôi với tôi lấy của cha ông đâu mà ông chí <laughs> thì thưa vị là những cái câu chuyện như vậy nó xảy ra trong gia đình thế là cái bà cụ này bà liên tướng bà nghĩ rằng thầy là cháu của ông ông nội thì chắc có lẽ cũng kế thừa được một chút cho nên hôm nay bà mất con gà mà đến chùa bà hối thế là những cái kiến thức mà chúng tôi học ở trong học đường những cái sự định tĩnh tu tập cũng nghĩ rằng là mình có thừa sức hành đạo ấy, thì lúc bây giờ nó khác nó khác hoàn toàn rồi các người á có có người thì họ À, họ bồng đứa bé vô trong chùa thế là họ nói á, họ nói thưa thầy cái chuông cái chùa chỗ nào thì mình cũng vô tư mình chỉ cho họ bồng đứa bé bỏ vô ở trong cái chuông rồi cái đỡ cái đầu vô trong dưới cái, cái chuông á bên đầu đại hồng chung mà đánh bon 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 đứa bé nó sợ khép ré lên tới mức mà mà nó tiểu giải trong quần như thế à, thì thưa vị chúng tôi thấy mới lạ quá mới nghiêng cản thì họ mới sườn sạc họ nói tu hành chẳng biết gì cả đứa bé nó khóc đêm bị ma dựa cho nên là đến vua thôi tôi nó đi, tu hành không biết gì cả, Dễ mà ra trụ trì tức, <laughs> tức là tức là tức là, là lúc bây giờ là ra ứng xử ở trong chùa nó nhiều thứ lắm, nó nhiều thứ mà cái quá trình mình học ở học đường tức là cái quá trình tích lũy kiến thức, còn khi ra hành đạo gặp những cái tình huống xử sự mà không bị vọng động, không bị phiền não, mà có thể vượt qua, có thể dẫn dắt được mỗi người một cách tự nhiên, điềm đạm, thì đây là một điều hết sức lạ là khó khăn. Thành ra, tinh thần thinh văn quán chiếu trong nội tâm với một tinh thần Bồ Tát hành đạo, hai tinh thần này khác nhau hoàn toàn, khác nhau hoàn toàn. Cho nên chúng ta học từ bi hỷ xã mà ứng dụng trong tinh thần quán chiếu của tinh văn nó khác với tinh thần mà hành đạo của của hàng Bồ Tát. Đó là vài điểm mà thầy gợi ý một cách rộng rãi ra để chúng ta có thể vận dụng được cái giáo nghĩa đi vào trong đời. Chứ giáo pháp Phật không phải là một loại lý thuyết để học, để chiêm nghiệm, để bàn luận mà học để vận dụng, để thọ trì để mà chúng ta tìm lấy một đời sống an ổn cho mình. Tiếp theo thưa quý vị, ngày viên thù hối tiếp thế này. Khi uh, kinh sợ sinh tử, Bồ Tát nên nương tựa vào đâu? Chúng ta nghĩ chúng ta trên thân chúng ta nó có hai loại sinh tử, một loại là phân đoạn sinh tử và một loại là biến dịch sinh tử. Phân đoạn là sao? Phân đoạn tức là chết và tái sanh. Đây gọi là phân đoạn. Còn biến dịch tức là trạng thái tâm thức mà Bồ Tát có thể hiểu rằng là trong tâm niệm niệm sinh tử chứ không phải đợi khi tắt hơi mới gọi là sinh tử. Trạng thái tắt thở và thân hủy diệt tâm thọ lấy thân sâu. Trạng thái này gọi là phân đoạn. Trạng thái này rất là thô thiếu. Còn một vị Bồ Tát bằng cái trí tuệ Nhảy biến sâu xa cho nên các ngài có thể nhìn thấy trong một niệm hàng vô lượng tế bào sinh ra già suy và và hủy diệt Niếm niệm sinh tử cho nên đây gọi là phân đoạn sinh tử thành ra có hai cái khố một cái khố là biến dịch sinh tử và một cái khố phân đoạn sinh tử cái khố biến dịch sinh tử là một cái khố của bồ tát còn cái khố chúng ta là cái khố phân đoạn sinh tử tại tâm chúng ta nó còn thô hơn các vị bồ tát như vậy thì các vị đã hiểu có hai loại sinh tử Mà thưa quý vị á, Có sinh tử nào chúng ta không có kinh sợ Chúng ta cứ nghĩ xem Như Đức Thế Tôn nói thế này Này các tỳ kheo Nước mắt khổ đau Của chúng sinh rơi xuống Nhiều của, của, của bản thân mình á, Rơi xuống ở trong quá trình Sinh tử dài lâu Nó nhiều hơn là nước biến của đại dương Tức là những giọt nước mắt đau khổ của chúng ta rơi xuống nếu như tích lũy lại trong vô lượng kiếp tới bây giờ thì nó nhiều hơn nước biến của đại dương thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái sự hãi hùng tới mức nào Vậy thì à, nghe nhìn những câu nói như vậy và nhận ra như vậy chúng ta thấy có kinh hãi hay không có sợ hay không hoặc là chúng ta chúng ta liên tưởng những cái 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 khổ xung quanh gần gần như là thương nhau mà không thể gần nhau Ghét nhau mà ngày nào cũng phải gặp. Mong muốn mà không được như ý. Hoặc là già suy, Hoặc là bệnh tật. Vô số những cái khổ như thật này không ai tránh khỏi. Bất luận họ là tôn giáo nào. Bất luận là già trẻ lớn bé. Tâm chúng ta hở làm con người. Thì tất nhiên đều chịu, đều cảm thọ lấy những cái nỗi khổ này. May thay chúng ta gặp được một câu kinh Phật. Chúng ta còn nghĩ tới giáo lý nhân quả, duyên khởi. Và chúng ta hiểu được những biến những biến hoại trong thân tâm của mình thành có phần mình tu tập định tĩnh và tự tại hơn. Còn nếu như chúng ta không có được diệu nghĩa này, chân lý này thì chúng ta cứ mãi tranh đoạt với cuộc đời. Rồi khi cái khổ nó gọi là nó, nó tăng tốc nó đến ao ao hoặc là hoặc là chúng ta mất mạng đi. Trong lúc đó có vô lượng những cảm thọ khổ đau nó tràn lên trong tâm và nhấn chim cuộc đời ta ở trong cái sự gì trong cái sự tối tăm tới mức mà không biết gì nữa như vậy thì cái đó có điều điều đó có đáng sợ hay không thành ra người có trí biết sợ khổ còn người không có trí thì họ họ cũng giống như là là nguy hiểm mà nếm máy dột mật chúng ta hiểu rằng cái 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 máy giọt mật như là cái mật ngủ dục là nó quên hết rồi à, thì thì như vậy thì khi một vị bồ tát hải hùng lo kinh sợ cái 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 khủng khiếp ở trong sanh tử và có những điều khủng khiếp hơn nữa đó là sau khi chúng ta chết rồi chúng ta chẳng biết là mình đi đâu về đâu hoặc là chúng ta qua một kiếp sau chúng ta có còn nhớ gì trong đời đời nay chúng ta tạo hay không cho nên đây là những cảnh hải hùng vô cùng hoặc là gì nữa hoặc là như một vị vua trời đỡ thích mà thấy rằng khi mình chết đọa làm con lừa thì các vị nghĩ xem nếu chúng ta có trí ai mà chẳng kinh hãi cho nên thưa vị trong tu tập nó có những điều này nó là những cái kinh nghiệm tâm thức ví dụ như có khi chúng ta ở trong cái thiền định và sự tinh tấn sâu xa thì chúng ta cũng cũng cảm nhận ra được có khi trong một cái bất chợt nào đó chúng ta cảm nhận được là mình ở một cái đời khác tới cõi này và những cái hình thức mà chúng ta đến với cõi này như thế nào hoặc là có khi chúng ta đang là một cái kiếp phước báo Rồi á, chúng ta qua một cái kiếp sâu là con chim, con sâu, con bọ Con bọ hung, con dung, con dớ chẳng hạn như vậy Thì chúng ta thấy được cái điểm đó trong tâm chúng ta kinh hãi Thầy nói điều này là một điều thực chứng của nội tâm Chứ không phải rằng là một điều được mô tả trong kinh cho nên không phải là những giấc mơ đâu mà là gì mà là bằng cái trí tuệ của mình soi chiếu niệm niệm sinh diệt mà thấy điều này thành ra thưa quý vị đây là gì cái câu nói được bồ tát kinh sợ trong sanh tử bồ tát còn nhìn nữa còn sợ cái nhân còn chúng ta là sợ quá tức là cái nhân mà để giải thoát cần phải tạo ra rất nhiều cho nên bồ tát phát tâm không mệt mỏi để tạo nhân giải thoát còn chúng ta thì cứ lén tạo cái nhân theo ý của mình hoặc là chê đại cách nào đó tới khi quá đến mình mới sợ đây là đây là cái cái, cái cái gọi là cái vô minh của Phạm Phu đó. Như vậy thì thưa quý vị á, ở trên phương diện này khi mà một vị Bồ Tát mà họ kinh hải trong cái sanh tử này thì họ nương tựa vào đó. Đây là một câu hỏi rất hay. Bồ Tát nương tựa vào vào gì? Vào sức mạnh của công đức Như Lai. Cho nên tại sao chúng tôi nói rằng chúng ta nhất định là phải luôn niệm Phật. Nương tựa vào oai thần của Phật. Tại vì cuộc đời sanh tử dài lâu này chúng ta không biết rằng là mình mất mạng lúc nào. Nghe cái hàng đại Bồ Tát giàu ra trong sanh tử. Khi thấy sanh tử dài lâu kinh hải Thành ra các ngài cũng nương tựa vào công đức của Như Lai. Trong tâm khởi cái niệm nương tựa vào công đức của Như Lai. Kinh điển có nhiều chỗ còn nói rằng. Nếu như không được Phật Bồ Tát gia hộ thì vĩnh viễn chúng sanh không ai có thể đạt được cái cái gì năng lực giác ngộ hoàn toàn. Tất cả sự giác ngộ đều nhờ vào tha lực, đều nhờ vào vào, vào sự trợ duyên. Chứ đừng có cho rằng là tự thân mình thành tựu. Tất nhiên tự thân mình là quyết định sự thành tựu. Nhưng nếu có sự thành tựu tuyệt đối thì không thể nào phú nhận phương tiện được. Cũng giống như là biến cả bao la kia mà mình cho rằng tự tôi có thể bơi qua bờ bên kia nói như vậy dĩ nhiên là tôi bơi chiếc thuyền nó không thể tự bơi nhưng mà nếu như không có chiếc thuyền chúng ta chắc chắn rằng đến bờ bên kia không có an toàn và thậm chí không đến được chứ đừng cho rằng á là mình có thể đến bờ bên kia một cách tự tại do vậy cho nên tu tập dựa vào tự lực là chính nhưng cũng không thể phủ nhận tha lực ở đây trong sanh tử kinh hải mà bồ tát cần phải nương vào ở trong trong thá lực của phật là vậy trong hội thú trong hội uh, hoa nghiêm có một vị bồ tát hỏi rằng bản đức thế tôn bồ tát giàu ra trong sanh tử làm sao bằng cách nào để không quên mất bồ đề tâm thì đức thế, đức như lai đã chỉ dẫn tất cả giáo nghĩa này được ghi lại ở ở trong một quyển luật của sa di sa di ni đó là gì đó là tỳ ni nhật dụng thiết yếu mà ngài báo hoa sơn hoàng giới tỳ khéo Độc thở tập ngài đã ngài đã kết tập bản này để truyền bá cho những người xuất gia thành ra khi mới vừa vào ở trong con đường tu học thì chư tổ của chúng ta đã đưa cho một vị xuất gia một báo báu chứ không phải là đưa cái giáo pháp tầm thường người không biết thì cho rằng á tỳ ni nhật dụng là những cái giáo pháp tầm thường nhưng rõ ràng một bồ tát giàu ra trong sinh tử bên cách nào đó không mất bồ đề tâm thì hãy thọ trì thiền ni một khi thọ trì thiền ni thì giàu ra trong vô lượng kiếp tới ngày thành Phật chứ không bao giờ mất bồ đề tâm chỉ khi nào mất bồ đề tâm thì không còn cái cái gì không còn có cái yếu tố có nền tảng để thành Phật nữa do do đó mà mà bồ đề tâm là yếu tố rất quan trọng mà làm sao để cho nó không quên thì hãy thọ trì thiền ni vậy thì giờ đây trong kinh hại, kinh hải trong sinh tử, chúng ta cũng có thể thọ trì tỳ ni. Thế thì tỳ ni chính là gì? Tỳ ni chính là oai thần của Phật. Thành ra, chúng ta thấy rất là hạnh phúc, rất hạnh phúc tại uh, chư tổ không bao giờ coi thường một người phát tâm hợp đạo. Bất luận người đó già trẻ lớn bé như thế nào. Họ xuất thân từ giai tầng nào trong xã hội. Chuyện đó là nghiệp lực của chúng ta đến với cuộc đời. Nhưng khi bắt đầu tu thì là ngang nhau. Quan trọng ở chỗ là bước đi của chúng ta như thế nào và trạng thái nó như thế nào. Giờ thì ở đây á chúng ta nương vào oai thần của Phật, nương vào gì? Nương vào ti ni nhập dụng, những giáo nghĩa thẩm thâm đó để chúng ta hành trì. Và ngài Văn Thù lại hồi tiếp thế này, Bồ Tát muốn nương nhờ sức mạnh của công đức Như Lai thì cần phải an trụ vào đâu? Tức là bây giờ cái công đức của Như Lai nó mơ hồ quá, nó mong lung quá, Vậy thì bây giờ cần phải an trụ vào đâu cho rõ ràng chứ không thì không biết chỗ y cứ. Ngài Di Mân Cật đáp rằng Bồ Tát muốn nương nhờ sức mạnh công đức của Như Lai thì cần phải an trụ nơi chỗ độ thoát hết thầy chúng sinh. Cần phải an trụ ở cái chỗ độ thoát hết thể chúng sinh. Thì thưa quý vị, cái chỗ độ thoát chúng, chúng sinh là bắt đầu từ đâu trên trên thân mạng của chúng ta? Đó là ý nghĩ, đó là lời nói và việc làm của chúng ta lời nói ý nghĩa và việc làm có có gì có tính chất độ thoát chúng sinh thì đó chính là dạng oai thần của như lai hãy nương tựa vào chỗ đó thành ra trong tiền đây chúng ta thấy thủy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác hay là nhất thiết trí giác châu biến thập phương sáng sớm thức dậy nên nguyện chúng sinh à, trí biết cùng cùng khách. À, cái trí mà cái trí hiểu cái trí mà thấu biết thấu biết cùng khắp biến khắp mười phương à, như vậy thì thì cái tâm cái tâm mà đương nguyện chúng sanh hay là nên nguyện cho chúng sanh cái tâm đó có phải rằng là cái ý nghĩ mà mà muốn độ sanh hay không muốn cứu vớt chúng sanh hay không rõ đạt đó là ý nghĩ mà khi mà ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu như ý nghĩ tâm này tốt thì tâm làm chủ tâm tạo và lời nói hay hành động An lạc sẽ sẽ bước theo sau an lạc bản thân và an lạc cho tha nhân trong đời này và đời sau. Những chân lý này chúng ta thấy rất là màu nhiệm sâu xa vô cùng trong tinh thần của Di Ma Cật Một câu nói, một câu trả lời mà trong đó hàm tàng tất cả những giáo nghĩa thâm thâm. Chúng ta phân tích trung trung ở trong này chứ không thể đọc qua một câu rồi chúng ta uh, hiếu nôm na đại khá như vậy và đưa ra một cái trí phán xét thế là chúng ta ngừng ngắn đó. Còn bao nhiêu những cái trí thầm thâm kia, những cái diệu nghĩa sâu xa kia chúng ta không thấy đường nữa. Thế thì thưa vị ở đây á, Bồ Tát muốn nương vào sức mạnh công đức của Như Lai thì phải an trụ nơi chỗ độ thoát cho hết thể chúng sinh. Một vị xuất gia từ sáng tới tối lúc nào cũng nghĩ tới độ xuống sinh thôi. mở mắt ra xuống giường, mang giày, mang dép, thậm chí rửa mặt rửa tay, tắm rửa thân thế, đi khắc thực, thấy chùa chiền lên chánh điện, hoặc là thái sông, thái nước, thái ao, thái hồ, tất cả đều là gì? Thậm chí bưng bình bát, bát đầy, bát, bát lưng, ăn xong, là chưa ăn, ăn xong rồi, uống nước. Tất cả những cái hành, những cái gì, những cái động tác đó đều nhắc nhở, được huân tu, đều huân tập một cái sức mạnh sâu xa. Đó là gì? Là độ thoát chúng sinh. Thành ra mới nguyện cho tất cả chúng sinh đó. Chúng ta càng học càng liên tưởng trong giáo Pháp, chúng ta thấy có quá nhiều thứ thầm thầm, kỳ diệu vô cùng. Vậy thì lúc bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hồi tiếp nữa Vậy thì á muốn độ thoát chúng sanh Thì Bồ Tát nên tiêu trừ cái gì Để độ thoát cho chúng sanh Thì độ thoát chúng sanh là độ làm sao à, Tại vì chúng sanh sao bị độ Cần phải độ Là tại vì chúng sanh ở bên bờ bên này sanh tử Hoặc là ở vui ở trong cái nhà lửa tam giới Cho nên Bồ Tát muốn độ sinh Thì Bồ Tát làm sao Bồ Tát phải gì? Phải tiêu trừ, tiêu trừ cái gì? Ở đây ngài Di Ma Cật đáp lập tức rằng là muốn độ thoát chúng sanh thì phải tiêu trừ phiền não của họ. Câu này hay, nó thi vị mà nó, nó nó sâu xa vô cùng. Tại vì tâm chúng ta nó bình an, nó nổi ở trên một cái bầu trong sáng và cái thức sống chúng ta ở trong cái tâm trong sáng này. Tự nhiên cái phiền não nó trỗi lên như một áng mây như cuồng phong như bão tố nó nhấn chìm cái tâm chúng ta xuống nó chôn vùi xuống và bắt đầu ở trên mặt tâm chúng ta có vô lượng những cảm thọ tiêu cực xấu xa tức giận phiền muộn đau khổ oán hờn ưu bi khổ não nó tràn lên phủ đầy tâm chúng ta và tâm chúng ta ở lúc bây giờ nhìn thấy toàn là những yếu tố khổ đau đỏ đầy như vậy có phải là cái thức sống và tâm của chúng ta bị chìm xuống ở trong sống cái, cái sống ba đào khổ não này hay không? Và độ là gì? Độ tức là đưa qua, vượt qua, đưa qua bờ bên kia. Nó như là sống vậy đó. Ở trong pháp thật âm mà chúng tôi dùng chữ là Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên đầu ngọn sống. Cái hình ảnh đứng trên đầu ngọn sống, tu tập nhìn thấy sâu những sóng tâm. Trong lúc bây giờ chúng ta mới thấy một khi quán thế và âm thực hiện đầy đủ cái pháp môn này thì chúng ta có năng lực đứng trên đầu ngọn sóng còn chúng ta đi tìm tự do bằng cách đó, là đêm thân treo đầu sóng đêm thân treo đầu sóng rất là mạo hiểm có thể vượt qua được nhưng có thể bị chìm đám hồi nào không hay trong những ý nghĩa sâu xa của tư tưởng đó, thì chúng ta thấy những cảnh giới này nó sâu màu vô cùng thưa quý vị như vậy thì ở đây á làm sao bây giờ chẳng hạn như chúng sanh nó nó đang phiền não chúng ta làm sao cho nó hết phiền não phiền não là cái gì hả cái phiền não ở trên kênh bản là điên đảo đó là điên đảo điên đảo làm cho nó hết điên đảo mới thực sự là chấm dứt phiền não chứ không phải là mình thuận theo đỡ cho chúng sanh không bị phiền dạng phiền giận thì chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta đổ sanh ví dụ như chúng ta đi chùa con của mình đã giận chồng mình chửi mình buồn mình nói con không dám đi chùa con đi chùa sợ con là cái tác nhân khiến cho con của con á nó giận con rồi chồng con họ chuối con vậy là chồng con mang đọa con có con mắc tội con không dám mình nói như vậy mình nghĩ rằng là mình thương chồng thương con lắm chứ mình thực ra cái đó là gì cái đó là si mê cái đó không phải mình xét thấy rằng mình có nên đi chùa hay không có nên tu tập hay không và tu tập như thế nào ở trong phạm vi trách nhiệm ở trong điều kiện cho phép và giữ gìn chân lý giữ gìn lễ phải một cách thích đáng sống như vậy tức là chúng ta đã gì đã tiêu trừ được cái gì cái điên đảo và tiêu trừ điên đảo tức là là chúng ta thắp sáng chân lý lên như vậy đó mới chính là vượt qua khối phiền não một cách đúng đắn chứ chúng ta không phải tập thuận theo thuận theo cái xấu xa của người khác hoặc là cái ngang tàng phi lý của người khác để cho họ vui vẻ chúng ta nghĩ như thế là chúng ta bồ tát à không phải như vậy. thậm chí chúng ta thọ bồ tát đạo, bồ tát giới chúng ta còn thấy rằng có khi bồ tát phải thể hiện thần lực, phải tước đoạt cái uy quyền, chứ không phải đơn giản, không phải đơn giản là, là bồ tát lúc nào cũng nhu mì, lúc nào cũng ban cho và chuộng theo cái thói hư thật xấu. cũng giống như người cha người mẹ nạt nộ, dạy dỗ con cái, chứ không phải rằng, là bồ tát lúc nào cũng như những người mẹ hiền, là lúc nào con nên mình nó muốn cái gì cho cái đó đó là mình thương như vậy vô tình mình hại cái điều này không phải là đổ đổ tức là đưa qua bờ bờ sanh tử những cái yếu tố phiền não một cách chân đáng đây là gì đây là bồ tát phải tiêu trừ cái phiền não của chúng sanh và ngài văn thù hồi tiếp rằng vậy thì làm sao để tiêu trừ phiền não làm sao để tiêu trừ phiền não à thì bắt đầu chúng ta thấy càng ngày giáo lý càng sâu vô và ngài di mà cật đáp rằng là nên thực hành chánh niệm thực hành chỉ cần thực hành chánh niệm chánh niệm tính thức tức là tiêu trừ được phiền não vậy thì đời sống của mình giữ gìn chân lý đây là là thực hành chánh niệm tự thân mình như lý tác ý ở trong pháp và sống với chân lý này đây chính là chánh niệm nếu như muốn như lý tác ý mà không học pháp thì lấy lấy pháp ở đâu mà như lý mà tác ý thành thưa quý vị chúng ta sống đời sống như lý tác ý chính là sống chánh niệm và như vậy thì thưa quý vị làm sao để thực hiện chánh niệm ngài văn thù hỏi như vậy và di Ma cật đáp rằng hãy hành bất sinh và bất diệt à. vậy thì muốn hành bất sinh bất diệt là cái gì sinh cái gì bất diệt ngài văn thù hỏi như vậy và ngài ngài di Ma cật đáp liền đó là gì là bất thiện thì bất sinh mà phát thiện thì bất diệt hay nói cách khác cái pháp mà không tốt thì đừng cho nó sinh ra và cái pháp mà thiện thì hãy phát triển không ngừng một câu nói này đầy đủ đầy đủ gì tứ chánh cần tức là tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh tinh tấn chặn đứng những điều ác chưa phát sinh nó ở trong tư tướng đã không cho nó khởi rồi làm sao không cho nó khởi bởi vì trên tâm tràn đầy thanh tịnh Thì không có tư tưởng xấu khởi lên được Rồi cũng thế Những cái điều lành Đã phát sinh làm cho nó hưng thịnh tăng trưởng Những điều lành chưa phát sinh Thì hãy tìm cách tạo duyên Cho nó được Cho nó được hiện ra Cho nó được vãng khởi Đây chính là đây chính là những điều lành chưa phát sinh, được phát sinh. Hoặc là tìm cách, suy nghĩ cách này, cách nọ, nằm gác tay lên trán tư duy tìm cách nhưng mà đó là tạo duyên cho những điều lành phát sinh ra. Đó chính là và chúng ta có thể suy luận ngược lại. Ai sống một đời sống dứt ác làm lành bằng tinh thần của giới luật, tinh thần đó là một tinh thần làm cho những điều ác đã phát sinh ngưng lại, chưa phát sinh thì không sinh mà ngược lại những điều thiện phát sinh mãi. Và như vậy, đó chính là gì? Là một người sống ở trong cái gì? Ở trong cái tinh thần như lý tác ý mà Như lý thức ý tính là là đời sống có chánh niệm. Đời sống có chánh niệm là đời sống thì tiêu trừ phiền não cho chúng sinh mà muốn tiêu mà mà nhờ cái tiêu trừ phiền não cho chúng sinh cho nên Bồ Tát an trụ ở trong cái sức mạnh của công đức. Và trong sức mạnh công đức tức là là sức mạnh độ tận độ thoát hết thể chúng sanh của Như Lai. Như vậy thì chúng ta thấy cái tính chất của nó 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 có, nó có cái sự móc xích có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Và Ngài Viên Thù là hồi tiếp thế này. Vậy thì đâu là cái nguồn gốc của của thiện và bất thiện? À, tự nhiên tôi tôi có người làm thiện, có người làm là làm không thiện. Tại sao như vậy? Cái nguồn gốc nào trong lòng của họ? Họ không biết rằng là họ làm điều xấu, họ bị đọa hay sao? Và tại sao nó ở đâu sinh ra ở trong tâm của họ? Mà khi gặp một cái duyên này thì có người không làm, nhưng mà có người lại làm điều xấu, Tại sao như vậy? Ở đâu sinh ra? Ngài Di mà Cật nói rằng đó là gì? Là gốc của thân. À, cái thân này là gì? Cái thân này là gì Là Ý nói là cái thân của chúng ta mà có năm giác quan nó gắn lên, rồi trong đó có ý thức. Cái nguồn gốc của tất cả thiện và ác này là trên thân này. Hay nói cách khác, nếu như không có sáu giác quan, không có sáu đối tượng của nó và không có sáu cái nhận thức hay là lục căn lục trần lục thức thì làm gì mà có thiện có ác ở đời? Thế thì không có lục can, lục trần lục thức thì làm gì có thế giới quan và vũ trụ nhân quan, nhân sinh quan và vũ trụ quan. Thành ra thành ra có cái thân nó mới có chuyện thiện ác sinh ra. Và ngài Văn Thù Lễ hỏi vậy thì từ đâu mà có thân? Từ đâu mà có thân này? Ngài Duy Ma Cật đáp rằng từ đâu? Từ tham dục. Tham dục là gốc. Tham dục là cái cái gốc mà sinh ra thân này. Thế thì thưa quý vị Chúng ta trừ bỏ cái tham dục Tức là chúng ta đi vào trong gì Trong vô lậu Lậu tức là tham sân si Mà vô lậu tức là không tham không sân không si Vô lậu Và vô lậu tức là dần dần Chúng ta đi vào trong Niết Bàn Vậy thì cái, cái Đâu là cái gốc của, của tham dục ha à, cái, cái Đâu là gốc của tham dục Và Ngài và ngày văn thù lại ngày Di mà cật lại nói rằng đó là gì đó là hư vọng là cái, cái tham đó, nó lấy hư vọng làm gốc hay là hư vọng phong biệt là cái gốc của của tham à tôi chủ chúng ta thấy rất rất là tuyệt vời phải không thưa quý vị hư vọng và phong biệt là cái gốc của tham vậy thì cái gốc của à, cái, cái, cái 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 nguồn gốc của hư vọng và phong biệt ở đâu sinh ra tại sao có hư vọng chứ tại sao phong biệt chứ thì thưa quý vị, Ngài Văn Thù trả lời, uh, xin lỗi là Ngài, Ngài Dương Văn Cật trả lời như thế nào? Ngài nói thế này, tướng điên đảo là gốc. Cái niệm tướng điên đảo, <laughs> tức là mê lầm chân lý, không giác ngộ chân lý. Mê lầm, do vậy mà có sinh ra cái niệm tướng điên đảo. Tướng điên đảo chính là cái nguồn gốc tạo ra ra phân biệt. Rồi chính cái nguồn gốc phân biệt đó mà tạo ra gì? Tạo ra tham vọng. Rồi chính tham vọng đó mà đi vì tạo ra cái nghiệp thân ngữ ý thân ngữ ý tức là gì là là cái nghiệp hữu thân ngữ ý là nghiệp hữu mà nghiệp hữu thì phải đi tìm cái thân tái sanh cho nên thân có rồi từ thân có đó mà mà dùng cái thân này để sinh ra thiện hay ác à. như vậy thì chúng ta truy tận gốc xem vậy thì điên đảo này từ đâu mà có ngài viên tù hối như vậy và duy mà cật trả lời rằng vô trụ chính là gốc của của điên đảo vô trụ tức là là cái gì là không có một cái điểm tựa ở trong đó là một khối vô minh là một khối vô minh nó không có có đến điểm đầu điểm cuối nó như vậy đó thành ra ngài văn thù lại hỏi tiếp nữa hỏi cho tăng cung rằng đâu là nguồn gốc của vô trụ thế thì thưa quý vị chúng ta thấy ngài di mà cật trả lời ngay lập tức vô trụ chẳng có gốc thương ngài văn thù sư lợi từ góc vô trụ này mà các pháp được kiến lập Vô trụ chẳng có góc Nó được xem là góc Nhưng nó không phải là Nó không có góc Hay nói cách khác chúng ta thấy Ở trong cái môi trường tối tăm Vô minh Môi trường tối tăm đó chúng ta xem đó là vô minh Ở trong môi trường đó có sự hiện hừa khởi của tham sân si và nó vận hành từ cái sự vận hành của tham sân si mà chúng ta gọi là vô minh duyên hành mà vô minh dương hành đó cái sức vận động đó nó chỉ làm ba thái cực là vận hành với điều tốt điều xấu hoặc là điều bất định à, cho nên nó nó tạo ra những cái nghiệp khác nhau và tư nghiệp khác nhau này nó sinh ra là là thức cho nên gọi là vô minh diễn hành mà hành tạo ra thức à, và thức đã có mặt thức đi tìm kiếm đời sống của nó do vậy mà bởi khổ trầm luân nó được diễn ra đầy đủ ở trong ba cõi vậy thì bài học hôm nay thưa quý vị á chúng ta chiêm nghiệm từng câu từng câu để chúng ta truy tìm bằng trí tuệ của mình truy tìm xem à, uh, chân tướng của dạng vật từ đâu cái này sinh cái kia sinh cái này diệt cái kia diệt bản thân của mình hãy dừng lại ở trên tinh thần Lánh ác làm lành trước tiên muốn lánh ác làm lành cho tốt thì hãy phát nguyện thọ trì giới pháp muốn thọ trì pháp thì hãy học học mới gọi là thọ giữ gìn sống với nó gọi là trì thọ trì giới pháp tức là để tâm mình sống ở trong sự hiểu biết đúng đắn mà Đức Phật đã đã gì, đã phát minh đã khám phá chân lý hạnh phúc tuyệt đối học chân lý này hay gọi là học cái tri thức sống để đạt được hạnh phúc tuyệt đối còn chúng ta dùng cái tâm mình đi tìm kiếm hạnh phúc tương đối này thì nó cũng có chút ít hạnh phúc tương đối nhưng nó rất mong manh để có được nó thì khổ rất nhiều Tại sao không có dùng chia gọi là cân uh, cân bằng thời gian và đầu tư cho hợp lý để chúng ta dần dần từ bỏ bớt cái đời sống thô thiển nó đi qua một cái 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 đời sống hạnh phúc siêu việt hơn. Rồi chúng ta có thể thọ lấy những cái thân tinh tế như là thân của chư thiên các cõi trời chứ không có lấy một cái thân nhập nhàn ô trược như phàm chúng ta nữa. Như vậy thì đây là những điều mà chúng ta nên xác định. Thành uh, vì thế cho nên chúng tôi sắp tới ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, 4 ngày có lẽ các vị đã biết thông tin rồi. Chúng ta nên phát tâm tham dự một số chương trình. Đặc biệt là ngày 6 tháng 6 là một ngày mà chúng ta nên phát tâm thọ trì chế pháp. Hãy phát tâm thọ trì giải pháp một cách tinh tấn. Có như vậy chúng ta mới quyết liệt chặn đứng những cái điều xấu ác. Và đó chính là nên táng để chúng ta ra khỏi trầm luân sanh tử có thể có thể thanh tựu cái thân tuyệt vời như là Đức Như Lai đã thành tựu. năm Mô bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rất cảm ơn các vị đã theo dõi chương trình này. Đáng tiếc hôm nay chúng ta không đủ thì giờ để chúng ta à, trả lời câu hối ha. Lát nữa trong cái giờ cao đánh á, của lớp học cao đánh thì các vị cũng có thể gọi vào hối thì thầy sẽ quay trở lại cũng được không sao. Giờ đây xin mời các vị chúng ta giải lao đội chừng khoảng à, à, 10 phút chúng ta nghe hai bài nhạc cho vui và và sau đó chúng ta quay trở lại với cái bài cuối cùng của nội dung pháp ứng tốt luật. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe chương trình này. Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.